nói đâu. Nhà gì đã trữ, đủ gì luôn, bỏ vô ở nhà luôn. Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình tiếp tục mình John. Nhưng mà phải John anh Toàn nha các bạn. Mà là John, mẹ anh Toàn. Tự nhiên giấc này con mình nó ngủ rồi các bạn. Thế tận trong đầu mình nảy ra một ý tưởng. John, mẹ anh Toàn đó là hai mẹ con mình đi đám cưới xa. Xa thiệt là xa dưới kia là coi mẹ anh Toàn phải hứng đi thấy mà phải như thế nào đi thấy. Mình và con không có ở nhà nữa. Hôm nay mình sẽ cùng hợp tác với anh Toàn John, chứ mình ơi mình không thể nằm ở John được. Bây giờ mình và anh Toàn sẽ đi set up máy quay và chuẩn bị đợi mẹ anh Toàn về. John, mẹ anh Toàn thôi, let's go. Chốn mẹ mình nha các bạn, có đi đám cưới đâu. Chốn mẹ hả? Ờ được rồi, chú dữ vậy. Hồi lấy cái nón ra cho mình. Thấy cái nón heo đội lên được nắng không? Ok. Rồi, đến lấy nón nha. A few moments later. Cho nó chịu rồi. Chút mà điện lại bậu vậy.
Ngon như vậy. Chữ ngõ mà nó ngủ hay không nội ơi, tình chết không còn hay. Không hay luôn mà cho ngủ đây mà. Vậy chứ sáng sớm mà ra ngủ phè đây rồi. Nội. Đi không? Ai vậy? Ai vậy? Đừng đóng sáng ngủ sớm ha. Trời ơi trời nhỏ, đang ngủ không biết đâu ba bốn người tụ tập hết hồn chưa rồi. Xỉu luôn hả Sưng? Cho anh mẹ anh không bao giờ với bạn. Giờ mẹ thấy không, Sưng nó gặp ngủ ở đây hết hồn cho tưởng luôn. Kiếm quá trời quá đất luôn. Nhưng mà vậy mẹ bị vụ rồi nha mẹ. Bị vụ mà không biết thành công không không nữa. Không biết thành công nữa. Nhưng mà mình nghe mẹ chửi quá trời quá đất luôn, quá xá luôn rồi. Chửi cái này đuổi ra khỏi nhà luôn rồi. Đi ra khỏi nhà liền. Mình có làm gì đâu, đi ra khỏi nhà. Hai mẹ con đi ra khỏi nhà liền. Mẹ bà nội đuổi rồi kìa. Ra khỏi nhà đi à. Vậy thôi mình kết thúc clip lại đây nha mấy bạn. Hẹn mấy bạn trong clip cho tiếp theo nha. Không ấn like rồi hả? Quên ấn like rồi hả? Bạn nào thấy clip này thì nhớ ấn like cho mình nha. Ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký đó. Tạm biệt mấy bạn nha. Tạm biệt. Trời ơi nhỏ đi ra luôn rồi.